À, là nhà cứu sinh mà. Lâu rồi không thấy cậu ấy đến trường nữa. Không biết cậu ấy sức khỏe như thế nào rồi. Mình nên thăm cậu ấy một tí đây. Sinh ơi, cậu có ở nhà hay không? Tôi đến thăm cậu đây nè. Sinh ơi. Hả? Cô Xin ơi, có bạn tới chơi kìa con. Dậy ra ngoài chơi đi con. Xin, bạn con tới rủ con đi chơi kìa. Con hãy ra ngoài đi Xin. Trời ơi, cái thằng này. Ôi. Cô Xin ơi, cậu có ở nhà hay không cô Xin? Hả? Con Con chào hả? cô. Cô ơi, có cô Xin ở nhà không? Có con. Xin nó vẫn nằm trong phòng đó. Nó hết bệnh rồi mà nó không chịu đi đâu cả. Cô cũng mệt mỏi với nó quá. Vậy hả cô? Con cảm ơn cô nha. Thôi, để con nói lời cuối cùng với Xin giờ con về. Xin ơi, cả lớp nhớ cậu lắm á. Không có cậu buồn ơi là buồn luôn á Xin ơi. Thôi, chào cô, con về ạ. Con về nhé. Bạn thân ơi, dừng Hả? lại, Xin ra rồi nè. Hay lắm con trai, cùng bạn đi chơi đi. Dạ, thưa Hay mẹ. quá, hay quá. Vậy mình đi chơi đi. Đi chơi đi Xin. Đi chơi đi, 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 Chào đi. mẹ con đi. Xin ơi, mắt với lại tóc cậu bị sao vậy? Tóc của tớ bị cắt hết rồi. Còn mắt của tớ lên 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 xuống, nhìn ngại muốn chết luôn á. Không sao đâu, tự tin lên. Xin ơi, lâu rồi cậu không ra ngoài đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ngày hôm nay hoàng hôn rất là đẹp. Xin ơi, chúng ta dừng ở đây nha. Ok. Xuống nào xin ơi. Để tớ xuống. À, mày cười cái gì mày, vậy? Mày nhìn cái thằng nhỏ kia kìa. Thằng nhỏ nó mới chạy xe đạp tới kìa. Nhìn nó thật mắc cười. Cái thằng này tao đang nói chuyện với mày mà. Xin ơi, đẹp không xin? Đẹp, Hả? đẹp, đẹp. Tao đã bảo là nhìn xin nhỏ nó ơi, mắc cười. đẹp không Nhìn xin? cái đầu Nhìn thì chọc mặt lông trời mắt kìa. luôn. Đẹp, Con mắt đẹp. nó lên lên xuống. Sao Nó hai cái giống như thằng là kia tiếng vô duyên tai quá vậy. vậy? Để tớ. Này, hai cái người lớn kìa. Biết bạn tôi đang bệnh hay không? Hả? Tao cười đó thì sao? À, ai người thiệt là xấu tính. Em đây, À, cái đồ người lớn vô văn quá. nhìn Sao nó, lại cười tao người không ta thế nhịn được kia? cười. Được, được, được. Ê mày, trắng lộn nó đi. Giờ hai đứa mày có tiền không? Cho hai đứa tao mượn một ít, rồi hai đứa tao không có cười nữa. Cái đồ khốn nạn, tao À, biết người không dạy mày nói cái được gì? tôi hả? Cái thằng mặt chị đây. Tao chưa tao cứu à, kiếp à, ồ thiệt là hung dữ quá thằng nhóc đầu trọc tao mắt lên. Mau thả bạn tao ra, mau thả bạn tao ra. Xin ơi, xin tao ơi. Sẽ cho mày đi phi thiên nè. Mày sao mày lại ném xin? Xin bị bệnh mà. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Đau quá, đau quá. Nóng quá, nóng quá. Mày, mày định làm gì tao? Tao không sợ mày đâu. Tao sẽ mát ba mẹ tao đó. Ê mày, ê mày. Nhìn kia, nhìn cái thằng nhỏ kia kia. Đâu? Có chuyện gì vậy ta? Sao, sao người thằng nhỏ đó bút đầy lửa đó mày? Mày có thấy không? Có, mày tưởng tao đùa à? Hả, nó đến kìa. Mày bị gì vậy? Mày bị gì vậy? Xin ơi, xin ơi, quá, dừng lại đi. Tớ sợ quá, xin ơi, dừng lại đi. Bình tĩnh đi xin. Sao mình đau thế này? Đầu mình muốn nổ tung ra. Cái thằng nhỏ đó nó làm gì? Nó làm gì lên cơ thể mình thế? Chào kỹ sập chưa? Ngươi là ai? Sao ngươi vào được nhà ta? Ta là thằng địa ngục. Chân Lê, Chân Lê, ta sắp chết rồi sao?
Đúng là ngươi gặp cô ta thì chắc chắn ngươi sẽ không còn mạng. Tuy nhiên lần này ta đến đây là vì kẻ đã gieo dắt lên nỗi nguyền rủa cơ thể của ngươi. Vậy tôi sẽ chết hay sao? Đúng vậy, chắc chắn rồi. Tuy nhiên ta sẽ cứu mạng ngươi với điều kiện ngươi phải làm việc cho ta. Được. Trên trần gian ta không thể nào ra tay với thằng nhóc xin nó được. Ngươi hãy dụ nó tới một nơi, nơi đó là đền của ác quỷ. Nơi đó ta có thể xuất hiện để giết nó, lấy lại sức mạnh mà nó đã cướp từ quỷ địa ngục. Cô xin ơi. Dạ. Hồi chiều con chơi với lửa đúng không? Không có đâu mẹ. Sao bạn con nói kìa? Giỡn á mẹ, không có đâu. À, không được chơi với lửa nha con. Hả? Ai bấm chuông nhà mình vậy? Ồ, chú nào vậy? Hả? Có chuyện gì không anh? Con của bà chị đắc tội với thần linh, đành nhờ bà chị một phen vậy. À, anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống. À, bớ người ta. Mẹ, là tiếng của mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ ơi. À, không, đừng bắt mẹ tôi. Thả mẹ tôi ra. Thả tôi ra đi. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Tôi sẽ làm cảnh sát đó. Anh làm gì vậy? Không. À, tôi cho bà chị biết, con của bà chị dám giỡn mặt với một vị thần địa ngục, bây giờ nó phải trả giá. Tôi nhử nó tới đây đó. Không thế nào, con của tôi còn nhỏ lắm, nó hiền lắm, nó là người phạm. Ngài ấy cũng đã đứng đợi ở đây rồi. Anh nói dối. Tới nơi rồi bà chị à. Thưa ngài, tôi đã đem mẹ của thằng Xin nó tới, lát nữa nó sẽ đuổi theo sau thôi ngài. Ngươi làm tốt lắm. Các người muốn làm gì mẹ con của tôi? Tôi sẽ báo cảnh sát đó. Đừng, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Con trai của ngươi dám náo loạn địa ngục thôi. Mẹ ơi. Sao nơi này u ám quá vậy? Mẹ ơi. Người cũng tới rồi hả? Xin cậu bé bút chì. Sao nhìn hắn quen quá vậy? Ta mà người nhận không ra, xin cậu bé bút chì, kẻ đen lẽ bị tù tội dưới địa ngục. Ngươi là tên phán quan địa ngục. Hay lắm, ngày hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Sao? Thế nào? Bây giờ ngươi sẽ phải xuống địa ngục một lần nữa. Ta sẽ lấy lại sức mạnh mà ngươi đã ăn cắp từ con quỷ địa ngục. Tình sinh ngu ngốc kia, ngươi dám đụng tới phán quan ta đây à? Nóng quá, đau quá, ta chịu không nổi nữa rồi. Hả? Ngươi bộc lộ siêu năng lực sức mạnh rồi à? Nào, hãy thể hiện cho ta xem đi. Ngươi ăn cắp được thì ngươi phải sử dụng được. Đã quá. Chết đi. Còn đem hụt nữa kìa. Ta sẽ giết ngươi. Sướng quá, tiếp đi. Ta sẽ sử dụng hết sức mạnh. Đau quá. Không. Dừng lại đi xin. Ta sẽ cho ngươi tất cả. Dừng lại đi. Hãy biến xuống địa ngục đi, tên phán quan khốn kiếp. Bớ người
ta, bé người ta, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Mẹ của ta đâu? Mẹ của ngày bị bắt xuống địa ngục rồi. Xin ta mẹ. Thần đã phạm ta quyết diệt thần.